Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão cách đảo Sông Tử Tây khoảng 320 km về phía Bắc Đông Bắc, gió mạnh cấp 13, giật tới cấp 15. Dự báo đến 4 giờ sáng mai ngày 28 tháng 10, tâm bão ở trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên với gió giật cấp 13 đến cấp 14, giật tới cấp 17, cấp độ rủi ro thiên tai do bão đạt cấp 4. Bão số 9 được đánh giá là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa mưa bão đến nay. Tính đến 6 giờ sáng nay, vẫn còn gần 200 tàu với hơn 1.300 lao động, chủ yếu là tàu của Bình Định, đang hoạt động trong vùng biển nguy hiểm. Hiện các tàu thuyền này nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão và đang chuyển đến nơi tránh trú bão an toàn. Hiện các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã lên phương án và chuẩn bị cho công tác sơ tán dân trước khi cơn bão đổ bộ. Tổng số dân dự kiến sơ tán là gần 147.000 người và công tác sơ tán dân dự kiến sẽ được các tỉnh hoàn thành trước 19 giờ ngày hôm nay. Các đồng chí tăng cường kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển tránh trú an toàn, tổ chức bắn pháo hiệu và thông báo hướng dẫn sắp xếp neo đậu tàu thuyền, lưu ý các tàu vận tải, các tàu vãng lai không để người ở lại trên tàu khi có bão đổ bộ, kiên quyết cưỡng chế xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành. Bên cạnh đó, tại khu vực đất liền, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão như cắt tỉa cành cây, hướng dẫn dây chằng chống nhà cửa, chuẩn bị lương thực, thực phẩm theo phương châm 4 tại chỗ, phòng khi xảy ra ngập úng lâu dài, sẵn sàng vật tư, phương tiện cứu hộ, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm. Tại cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 9, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định triển khai lệnh cấm đường từ 21 giờ tối nay, 27 tháng 10. Theo đó, thì kể từ 21 giờ, người dân không được ra khỏi nhà cho đến khi bão tan. Và trong thời gian này, chỉ có xe của lực lượng phòng chống bão lụt được hoạt động trên đường. Tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu cán bộ công chức đến cơ quan trực phòng chống bão lụt ngay trong tối nay. Các phương án sơ tán dân từ chỗ thấp lên chỗ cao cũng đã được bãi bỏ. Thay vào đó là sơ tán dân từ nhà yếu tạm bợ sang nhà kiên cố. Việc sơ tán phải xong trước 15 giờ hôm nay. Theo ngành khí tượng Thủy văn, cơn bão này có thời gian hoạt động trên đất liền rất dài, dự kiến trong vòng 20 giờ, kể từ 4 giờ sáng ngày 28 tháng 10. Vì vậy, bên cạnh các nỗ lực của chính quyền để bảo vệ sinh mạng người dân, thì người dân cũng cần phải có sự phối hợp như đóng chặt toàn bộ cửa nhà, không ra khỏi nhà từ 21 giờ hôm nay đến khi bão tan, tuyệt đối không để lặp lại những tai nạn thương tích do chủ quan như đã xảy ra trong bão số 5. Ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã có thông báo khẩn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 9 và có phương án chủ động triển khai ứng phó với cơn bão này. Trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn nghỉ học từ chiều ngày 27 tháng 10 và cả ngày 28 tháng 10. Trong trường hợp diễn biến bão, mưa lũ phức tạp kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng sẽ có thông báo kịp thời. Các trường học, cơ sở giáo dục kiểm tra, rà soát phương án phòng chống bão lũ, lũ quét, sạt lở đất, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, cây cối và cả tường bao. Công tác chủ động ứng phó phải hoàn thành trước 17 giờ ngày hôm nay, ngày 27 tháng 10. Các bộ phận có liên quan phải túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh, thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về tình hình của đơn vị để có phương án xử lý. Thưa quý vị, bão số 9 dự báo sẽ gây mưa lớn và đổ bộ vào đất liền ở khu vực miền Trung. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, thì hiện các địa phương trong toàn tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương, triển khai công tác phòng chống mưa bão. Mọi công tác chuẩn bị sẽ hoàn thành trước 18 giờ ngày 27 tháng 10, trước khi bão số 9 đổ bộ. Ghi nhận sau của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại tỉnh Quảng Nam. Gia đình ông Đào cùng hàng trăm hộ dân khác ở xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng gia cố nhà cửa khi nghe tin bão số 9 sắp đổ bộ. Chúng tôi đang đây là vũ trang tịch nhờ để chủ động phòng chống bão lụt để xóa xả ra thiên tai thiệt hại cho gia đình. Bên cạnh đó, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà còn tổ chức lực lượng túc trực kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của bão số 9 để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, rà soát và kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền. Đơn vị là phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các xã trên địa bàn, đặc biệt là đối với cái xã đảo Tam Hải, thì chúng tôi là hỗ trợ lực lượng, vận động bà con chẳng chống nhà cửa để bảo đảm an toàn.
đặc biệt là giúp cho địa phương là di dời các cái hộ dân nằm trong cái vùng mà có nguy cơ là cơn bão số 9 đi qua là sẽ nguy hiểm để đi đến cái vị trí mà đã được khảo sát để bảo đảm an toàn cho bà con. Tôi kêu gọi nhân dân trên toàn tỉnh hết sức bình tĩnh và chủ động ứng phó với cơn bão này. Chính quyền địa phương phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Và có những nơi mà dân không chịu đi phải tiến hành cưỡng chế để bảo vệ con người là trên hết. Còn mùa tài sản nếu như có hư hỏng thì sau này chúng ta sẽ coi như khắc phục. Phải huy động lực lượng trong ngày nay và là ngày mai là phải tập trung để mà đưa nhân dân đến nơi an toàn nhất. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương dọc ven biển từ thị xã Điện Bàn đến huyện Núi Thành khẩn trương vận động người dân lên bờ, không để người dân trên lồng bè, tiến hành cưỡng chế nếu có trường hợp không chấp hành. Đồng thời, khẩn trương rà soát những nơi sung yếu để có biện pháp di rời và hoàn thành công tác di rời dân đến nơi an toàn trước 18 giờ ngày 27 tháng 10. Để ứng phó với cơn bão số 9, tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các sở ban ngành địa phương khẩn trương hoàn thành các phương án phòng chống trước 18 giờ ngày 27 tháng 10. Tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tàu thuyền và các hoạt động trên biển. Đến 9 giờ sáng nay ngày 27 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra công văn hỏa tốc phát lệnh cấm biển, yêu cầu các địa phương ven biển và các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn cấp triển khai thực hiện. Ngoài ra, các địa phương phải gia cố bảo đảm an toàn đê kè, hồ đập, công trình xây dựng đang thi công dang dở, nhất là các tuyến đê kè biển, cửa sông, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nguy cơ mất an toàn, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, tạm hoãn các cuộc họp không thật sự cấp thiết, không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng chống bão, mưa lũ và sau bão cho đến khi bão tan. Khẩn trương tổ chức triển khai ngay các biện pháp chẳng chống nhà cửa, cơ quan, trụ sở làm việc, chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản của người dân và khách du lịch ven biển, hướng dẫn neo đậu các tàu thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu tránh bão. Tiếp tục công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh thành miền Trung, Bộ Y tế đã cử nhiều đoàn công tác đi hỗ trợ và hướng dẫn người dân xử lý môi trường, diệt khuẩn, song song với việc cung cấp thêm vật tư thuốc men để phòng tránh dịch bệnh sau khi phát hiện một số bệnh có nguy cơ bùng phát lây lan như là sốt xuất huyết hay là tiêu chảy. Bộ Y tế đã xuất cấp gần 7 triệu viên sát khuẩn đưa xuống các tỉnh miền Trung. Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp với các cơ quan ban ngành đã nhanh chóng khẩn trương tăng cường người đi hướng dẫn, giúp đỡ người dân phòng chống bệnh mùa mưa lũ. Có nơi nước đã rút, còn một số vùng bị ngập, nước bẩn cần được xử lý. Quan trọng là tiêu độc khử trùng, không để rác thải tồn đọng, dễ bùng phát dịch bệnh. Một số địa phương điện và nước sạch đang còn bị mất cục bộ nên gây khó khăn cho việc xử lý môi trường. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp với các ngành chức năng nhanh chóng triển khai khắc phục, không để dịch bệnh bùng phát. Sau đây sẽ là tình hình mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình đã ảnh hưởng tới ngành giáo dục ra sao? Toàn tỉnh có 334 trường với khoảng 3.000 phòng học và phòng chức năng bị ngập nước, cơ sở vật chất, sách vở, thiết bị dạy học, đồ dùng bị hư hỏng nặng, trôi dạt theo dòng nước lũ. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 370 tỷ đồng. Sau lũ, ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nguồn kinh phí để sửa chữa lại trường lớp sẽ không hề nhỏ. Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả cũng đã được triển khai ngay khi nước rút vì cần nhanh chóng tạo điều kiện cho học sinh đến trường trở lại. Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa rồi, thì 100% học sinh của tỉnh đã phải nghỉ học.